โอเคนะสวัสดีพวกเนี่ยថ្ងៃនេះយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទជាមួយនឹងប្រាំហ្គេមដែលជាប្រភេទហ្គេមយើងហៅថាស្ទែលអាក់សិនហ្គេមបាទឬក៏គេហៅថាហ្គេមដែលរបៀបឃាតករឬលាក់ខ្លួនឬលបអីចឹងណាហ្នឹងហើយយើងអត់ចូលទៅវាយឆៅគឺបើយើងនិយាយចំទៅលក្ខណៈចោលចោលអីទៅលបលបលួចអីចឹងទៅដើរគើមគើមអីចឹងណា ហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តនៅ content game របស់ខ្ញុំបាទគាត់អាចធ្វើការជួយ subscribe, like, share អញ្ចឹងទៅបាទដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូបន្តទៀតបាទហើយក៏ដូចជាចែករំលែកនៅគេហៅថា gameplay ឬក៏ចំណេះដឹងតទៅមួយ game ឬក៏សាច់រឿងជាដើមអញ្ចឹងទៅបាទ tôi dừng đăng những nét off này phải chỉ thua play hoặc là thua yul làm bị game cái hay steal game mình đấy bà cứ bị mình trả nè bởi dừng vậy vậy sai game cứ rob rồi rob pawn game vấn đề vậy để dừng lược vô mà vậy ngày nít cái dừng lược vô cái hay lủng đập thì mỗi cái hay là tập hết triple A game chơi game là tập hết cái hay là capo rồi pin lại nã rồi miền rụp hết sát rồi ấy giống á bà hơi kiểu hợp châu thì chỉ rèn mỗi game này thông nhân từ những nơi không tập hết game tại phố ấy nó dừng dừng chậm ranh vô à tập hết game này oh cha được gọi là bay mà tham tiền chẳng dừng chấp đang bị tì pram bà cứ Assassin's Creed Mirage bà này dừng ai vậy thằng cả vừa tập làm một vấn này chập đầm nó bỏ ra riêng bà cày pi dừng vậy chơi Assassin nó pi để chơi nó bổ cứ chập đầm một biết cái hay là đôi dương vậy những assassin nó cứ phải thật kia thật co chẳng kia thật co thôi mà đã dương mẹ đã vay chơi thế cứ miền cả lùi lẹ và lùi dùm lắp rồi có sớm cây để chạy tao như thế những còi pi assassin đi tranh ban tranh phía cua xóm đấy và toàn móc gọt có đầu cái hai là đầu plot rồi đầu này ca lên game và về từ chia dương thọ origin Assassin's Creed Odyssey chấm môi nâng Valhalla chết đau bởi bộ bay phía ní trong hôn Assassin nâng rồi Ubisoft nâng còn chạp đàm cải và thử cả cải prai này rương thằng mũ nâng lên tàu dễ sâu dịch khi ta có liên lòng khi ta có đấy bần đây dương ạp chăm bạch thử đua chấm lập lưu ý bạch đá thế dương ai prai chìa bút prai đi bò rìa đi game action thòm đa rồi RPG chẳng và việc cắt ca lùi lẹ nâng chẳng bần đây cầu máu Assassin's Creed này cứ cả tập lọp một mình và bạn này đã hay là rẽ xa chụp bắp đầm đi phía mùi phía pi bỏ cọt một mình chẳng á và chẳng miền ca lùi sầm lạp từ và miền chấm nói để tôn mùi cái hay là bật thấu ảnh băng hay chẳng từ chẳng dương từ mà cả lại từ mà cả lại từ cả tìm thì pra là skill là Assassin này chả cứ ở sau vài chai đi môn đấy và hãy cho mà đó làm đáp tì buôn cứ miền chúng mua thà Dishonored 2 bây giờ dây pi Dishonored 2 này cứ cái anh dây tha chỉ tập hết game mỗi người cha dạ tích ra sao nó không nó cái hay là powerful god ấy giống như là tham một pull này ca lùi sầm lạp ấy nó cứ đôi là biết teleport cái miền power cái mà dạng những cái teleport họ từ bục dạng tới bà đâu bị lì lòng cho mỗi nó đây cái hay là máy chính bà này không riêng này phong đá cứ miền chậm nói tệ tiền chơi ra và tệ phồn chỉ mỗi đường cái hàng mì gần đây này cà lê này không game nó hay chơi sẽ và tam nè này cái hai nè phải chơi cái tên game nó cái thà game này bàn bắt đầu từ lừa sạch đường lừa ấy nó cà từ xe nó bàn là o từ tiệt và hay chậm mùi bông xong chậm mùi là cái hai là anh chỉ tham mì gần đây này siêu mốt bọc khoản nó còn play mà dạng chẳng á na và Dishonored 2 này cứ dừng ai anh dạy thà lên nè khăn ông kì hay là The Dark World cứ bị phục mùi bị phục mùi ngất nâng ai hay bẹp phôn mùi kì hay rồi có chìa là biếp thun này ghém nâng kì hay là Dark Fantasy nên nâng ai là biếp chìa vì chìa ca giảm màu giảm mai bần đáy viết Dark đi vì mình mến chìa kì hay là bà hà hành bị phiếp xa xa đấy thế cứ bà hà hành bị phiếp khám màu ngất bị phiếp khô khơi rồi có bà yu tất xa bài cái hai cái chai dễ và mình thấy việc xong cho mỗi đằng ca chân này bình đất rồi có bị phục này vừa đằng mũ lưng cái hai đằng fantasy là đó nè thật đăng tha ao là tập hết fantasy vì ở đẹp bọn tên đằng real world này cứ chỉ ca chân này rồi có bạc ca ớt này phục nâng rồi có sạch rương mũi đài dương ở đài khứ nhé nâng việc tôi bị hướng khác tôi bây giờ bỏ ràn cái đài rương khác bỏ ràn bình thấy vì sự thật được cái nông cái real world tại xe mẹp
Dishonored 2 នេះ អត់ ទេ គឺ ពិភព បកា ថ្មី តែ ម្ដង អញ្ចឹង អ្នក ទាំង អស់ គ្នា អាច ព្យាយាម លេង បាន ព្រោះ មើល ទៅ វា គួរ ឲ្យ ចាប់ អារម្មណ៍ ផង ដែរ ហើយ ជា ពិសេស រឿង នេះ បើ តាម ខ្ញុំ មើល វា ដូច ជា first person ផង ឃើញ តែ ដៃ បាទ ពី វា មិន មែន ជា third person ទេ third person គឺ យើង ឃើញ ទាំង ខ្លួន ទាំង មូល តែ ម្ដង បាទ ហើយ មកដល់ លំដាប់ ថ្នាក់ ទី 3 គឺ មាន ឈ្មោះ ថា Metal Gear Solid Phantom Pain បាទ រឿង នេះ គឺ ល្បី ល្បាញ មែន ទែន ហើយ មាន កេរ្តិ៍ ឈ្មោះ យូរ ហើយ តាំង ពី បើ ខ្ញុំ ចាំ បាន តាំង ពី កាសែត ប្រអប់ តែ ខ្ញុំ មិន ចាំ ឆ្នាំ ប៉ុន្មាន ទេ តាំង ពី រូប នៅ 2D ដើរ កតិញ កតញ មេះ បាទ ហើយ អ្នក ផលិត រឿង នេះ ឬ ក៏ ក្រុម ការ ងារ ហ្នឹង គឺ Director ហ្នឹង មាន ឈ្មោះ ថា Hideo Kojima គាត់ ហ្នឹង គឺ ខ្លាំង មែន ទែន ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង ហើយ project game still mode action នេះហ្នឹង បាទ គឺ ពៀន គាត់ ទទួល បាន ច្រើន ណាស់ គាត់ ជន ជា ជប៉ុន ហើយ បច្ចុប្បន្ន នេះ គាត់ បាន ចេញ ពី ក្រុម មុន Konami ដែល ធ្វើ Metal Gear នេះ ហើយ បាទ គាត់ ទៅ បង្កើត studio ខ្លួន ឯង អញ្ចឹង យើង បក មក game បន្តិច អានេះ ខ្ញុំ រៀប ប្រាប់ ដំណើរ រឿង បាទ ព្រោះ យើង យក មក ហ្នឹង គឺ សិត តែ អ្នក ល្បី ឬ អ្នក ដែល អស្ចារ្យ នៅ ក្នុង ការ បង្កើត អញ្ចឹង game នេះ គឺ ជា ប្រភេទ still mode យើង ហៅ ថា ប្រភេទ បាញ់ កំ ភ្លើង បាញ់ អី ចឹង ណា បាទ មាន គ្រឿង ចាក់ គ្រឿង យន្ត នៅ ក្នុង នឹង លាយ ឡំ ប៉ុន្តែ រឿង នេះ ក៏ វា លាយ នៅ អាចារ្យៈ មក ចំនួន ដែល ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង យើង ហៅ ថា magic ប៉ុន្តែ magic នេះ គេ ហៅ ថា ជា ប្រភេទ វិជា សាស្ត្រ លាយ ឡំ ចឹង គេ ហៅ គីមី វា មិន ជា magic ដែល កើត ឡើង ពី អំពើ អាប ធ្មប់ អី ទេ បាទ ហើយ ភាក នេះ វា មាន លក្ខណៈ ពិសេស មួយ ត្រង់ ថា វា open world ណា បងប្អូន ប៉ុន្តែ open world มัน បើក ធំ ទលាយ ពេញ យើង ដើរ សរសៃ ចិត្ត ដូច Assassin Odyssey Valhalla ទេ គឺ open world លក្ខណៈ យើង កង់ កង់ ឬ ក៏ ជីវៈ ជីវៈ បាទ ហើយ ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង ភាក ច្រើន រឿង នេះ គឺ ពាក់ព័ន្ធ នឹង គ្រឿង យន្ត ជាមួយ ទាហាន អី ចឹង ណា បាទ ហើយ សម្រាប់ engine របស់ វា ស្វ័យ ត្បិត តែ game នេះ វា ចាញ់ រៀង យូរ បន្តិច ប៉ុន្តែ អ្នក បងប្អូន នៅ តែ អាច លេង បាន ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ រូបវានៅទទួលយកបានបាទរូបស្អាតហើយ engine គេហៅ fog engine របស់វាហ្នឹងគឺជា engine មួយដែលក្រុម game របស់គេហ្នឹងគេបង្កើតខ្លួនគេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹង engine វាក៏ធ្វើឲ្យយើងបញ្ជាការ mechanic លេងហ្នឹងគឺនៅ perfect នៅឡើយបាទហើយបើនិយាយយើងបកទៅ steel mode ដល់ចំគឺ game នេះកំពូល steel ហើយបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងស្រួលហ្នឹងបើតាហ៊ានបើលេងនៅក្នុងបន្ទាយហ្នឹងគឺពិបាកបន្តិចដែរអញ្ចឹងទាមទារយើងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការលេងដែរហ្គេមនេះអត់ស្រួលលេងបានទេគឺយើងពិបាកលេងបាទហើយសម្រាប់ទី2គឺមានឈ្មោះថា Chief បាទ Chief នេះគឺយើងសម្ដៅបើនិយាយចំថាចោលអញ្ចឹងបណ្ដោយទៅព្រោះពាក្យហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយបាទហើយហ្គេមនេះគឺជាប្រភេទ Steel Action Game ហ្នឹងឯងគេហៅ Classic ហើយហ្គេមនេះបដោតទៅលើសម័យបុរាណទៅវិញនៅក្នុង Chief នេះយើងអាចនិយាយថាការលេងរបស់វាគឺប្រភេទជា first person ទៀតហើយអ្នកនរអស់នេះមិនមែនជា third ទេណាបានតែយើងឃើញថាដៃឬក៏យើងគេហៅថា POV បានន័យថាយើងគឺជាតួអង្គកាមេរ៉ានឹងតែម្ដងឃើញថាដៃអញ្ចឹងទៅហើយនៅក្នុងរឿងនេះយើងអាចមានប្រើព្រួញបាទប្រើតាក់ទិចមួយចំនួននៅក្នុងការលួចសម្លាប់លួចអីអញ្ចឹងណាបាទមិនមែនយើងរត់ទៅឆៅឬក៏ទៅវាយឆៅជាមួយពួកហ្នឹងទេភាគច្រើន mission របស់ game នេះគឺសំដៅទៅលើការលបលួចនឹងតែម្ដងបាទបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់តាក់ទងជាមួយនឹង game ដែលគេហៅថា first person នេះខ្ញុំអត់ស្ូវចូលចិត្តឬក៏អត់ស្ូវចេះលេងបានទេបាទអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តហ្នឹងគឺចូលចិត្តតែ third person ឃើញតែខ្លួនឃើញតែអីអញ្ចឹងណាបើព្រោះលេង first person ហ្នឹងចេះតែមានអារម្មណ៍ថាវិលមុខហ៎ហើយអាកាមេរ៉ា movement វានឹងវាលឿនពេកវាអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវជាលេងបានច្រើនទេយើងឧទាហរណ៍ដូចជាសាយវាផាំងអីអស់នេះគឺភាគច្រើនយើងកាយខ្ញុំទិញមកហើយទុកចោលបណ្ដាលអត់បានលេងព្រោះលេងទៅព្យាយាមលេងដែរដូច Far Cry ឬអីលេងប៉ុន្តែវាលេងមិនសូវសប្បាយអញ្ចឹងយើងបកមក game យើងនេះវិញគឺបាទគឺគេហៅថាប្រភេទ steel mode បុរាណហ្នឹងឯងបាទតាក់ទងមួយចោលហើយចំណងជើងជាមួយនឹង game ហ្នឹងគឺអត់ខុសគ្នាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តប្រភេទ steel ហើយបុរាណមានព្រួញមានអីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសយក game នេះបានបាទគឺមិនខកបំណងទេព្រោះ game ដែលខ្ញុំលើកមកថ្ងៃនេះនិយាយតែថាវាសិតតែលំដាប់បាទហើយសម្រាប់ទី1ចុងក្រោយរបស់យើងគឺមានឈ្មោះថា Hitman World or Assassin បាទ game នេះគឺជាប្រភេទ game steel mode មួយដ៏ល្បីល្បាញផងដែរបាទឃើញថាចាញ់ទៅដល់កុនទៅទៀតបាទហើយនៅក្នុង game នេះផងដែរគឺការ steel របស់វានឹងគឺមានច្រើនវិធីបាទមានទាំងការលោបទៅលួចទៅសម្លាប់ចឹងទៅបាទមានទាំងប្រើ sniper បាទមានទាំងគេហៅថាដូរខោអាវដូរអីចឹងណារបៀបអាសាសៀនវាមានច្រើនយ៉ាងហើយយើងមើលមកផ្លែទៅគេហៅថា
tu ong nung kê chia phân nghiêng bì sai ha vi sa dieng tên nung bay yung yay yang tang doi sôn sôn lom pel yang bên a sôn sôn lom pel mân steel clang yang pay a pay clang or thực gặp mang chen mok yang an ba hay bay 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 và xem cái hàng mềm cái này cái lên cái engine nó cứ thừa bàn lo game này và hai tua ông bao nhiêu nó sẽ được miền lấy câu nó càng cơ bản lắm và cái hàng là phần nghề mồi muối là khả năng nó cứ thử làm miền câu chậm nằm ấy chẳng tới hay và bẹp con mồi mission lồng ắt giang ná này đó này ai chỉ riêng sản bong lên bán hơi bờ này đó này ai liệt từ mưa rướng có bàn đấy rướng nhưng mặt trăm để tranh để dù của xóm đấy rồi sắp nằm này và rướng với cái lo mưa đấy. Ok, nâng các bạn ơi, chẳng xem app Steel Mode tầng 5 game này nhóm lực vô màu này, ngày này kì miền tại bà bắn nâng. Bà, hay nè các bạn ơi, ai chỉ dìm xa là bóng bán này lửa phía chán game này các bạn ơi, kì chanh này lửa PC hoặc nâng mà xin PlayStation. Bà, chẳng nè các bạn ơi, ai xa là bóng bán mà rương tới thả rương mùi nát này nè các bạn ơi, bình chất. Bà, bố nè các bạn ơi, còn ai chỗ chất là biếp Assassin Creed chẳng tới nè các bạn ơi, còn chỗ chất là biếp phương lụi lẹ nè là cột cho chất bổ ràn nè tất chân những ai chỉ em xa là bóng hay em mới dừng về tầm lại thì lưu game nó thấy thật ta à vậy để nhầm lực dầu màu này rồi có dừng bưng cái lưu ca lên mà chẳng luôn được ai ra mà chẳng luôn là cái bị chẳng thật thật mẹ nót và hãy sân riêng tới bài này nó có chùi ọp ọ tặng ọ nế và để tựa bàn game perfect perfect và chân cùm nó mà nhóm cư tư video chạy chạy nên ọ nế nó cứ dùm mẹ bà nè nó nế nó tựa bàn này cái hạ đà rõm rì kìa đây nè đó nè bạch chăm tựa bà xoay rô cái từ cái rốt rìa với thế cứ nhóm chìa dìm thua chạy khi này dừng dần tới và không thở dần ná nó ngờ lửa cả cách sẽ cái đây lửa cả lên cả bình chất bà nè nó chẳng ok, dừng chụp nên video khỏi gói phép hôn mà gần thành thúc mây bật thọ tiết.